Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá ngày 23 tháng 11 của kênh Bóng TV. Trước khi đến với những tin chỉ trong ngày hôm nay, chúng ta hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào của kênh Bóng TV. Sau đây là các tin chính vừa được cập nhật. Neymar bị thay ra giữa trận sau màn trình diễn tệ hại. Ronaldo không được đăng ký thi đấu, cổ động viên đồn bị Juventus ruồng bỏ. Mourinho muốn Tottenham là câu lạc bộ anh cuối cùng trong sự nghiệp. McIlroy giúp Dortmund thoát thua thần kỳ trước đội Bét bảng. Hội làm phát, tôi sẽ không bao giờ dẫn Tottenham. Neymar bị thay ra giữa trận sau màn trình diễn tệ hại. Trận đấu giữa PSG và Lin ở vòng 14 Ligue 1 diễn ra dạng sáng ngày 23 tháng 11 là cơ hội cho Neymar tìm lại bản thân sau chuỗi ngày chấn thương, nhưng anh đã không làm được điều đó. Tiếp đón đối thủ yếu hơn trên sân nhà huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ Neymar đá ở vị trí sở trường, nhưng kế hoạch của ông đã không mang lại hiệu quả. Neymar chơi mở nhà trong quãng thời gian có mặt trên sân, anh không thể hiện được nhiều và bị rút ra sau 65 phút. Kylian Mbappe vào sân thế chỗ Neymar và ngay lập tức mang lại sự cơ động nơi hành lang cánh trái. Who là thống kê quãng thời gian nói trên. Neymar đã không tung ra được một cú dứt điểm nào về phía cung thành của đối phương. Tỷ lệ chuyển bóng chính xác của anh chỉ là 64%, trong đó không có pha kiến tạo hay key pass nào cho đồng đội. Dấu ấn lớn nhất của tiền đạo người Brazil là năm pha đi bóng qua người thành công. Ligue 1 mùa giải 2019 2020 đã đi qua 1/3 chặng đường, nhưng Neymar vẫn chưa có đóng góp nào đáng kể cho đội bóng nước Pháp anh ra sân 6 trận ghi 4 bàn. Tiền đạo người Brazil dành phần lớn thời gian để điều trị chấn thương. Ronaldo không được đăng ký thi đấu, cầu thủ viên đồn bị Juventus ruồng bỏ. Tối ngày 2 tháng 11, Juventus gây bất ngờ khi không điền tên Cristiano Ronaldo trong danh sách thi đấu trận gặp Atalanta ở Serie A cuối tuần này. Thông tin này đến giữa những lúc có những đồn đoán quan hệ giữa đôi bên đang rạn nứt trầm trọng. Huấn luyện viên Sarri là người thông báo về việc không điền tên Ronaldo. Ông lý giải quyết định này là do Ronaldo cảm thấy không được khỏe sau khi thi đấu cho đội tuyển Bologna. Sau đó trên mạng xã hội, Ronaldo cũng xác nhận rằng anh đang hồi phục sớm để quay trở lại, kèm tấm ảnh đang mặc một chiếc áo của Juventus. Dù vậy, nhiều cổ động viên vẫn nghi ngờ nguyên nhân sâu xa khiến Ronaldo không được đăng ký là do rạn nước giữa anh với đội bóng chủ quản. Trong hai trận gần đây của Juventus, Ronaldo đều bị thay ra bởi huấn luyện viên Sarri. Đang nói trong trận đấu gặp AC Milan, Ronaldo đã phản ứng đầy tức giận và bỏ vì sớm khi trận đấu còn chưa kết thúc. Hành động không hay này khiến Ronaldo bị các cổ động viên Juventus yêu cầu xin lỗi. Điều này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa đôi bên đang rạn nứt trầm trọng. Và việc bị gạch tên trong trận đấu gặp Atalanta càng khiến các đồn đoán được đẩy lên. Mourinho muốn Tottenham là câu lạc bộ anh cuối cùng trong sự nghiệp. Jose Mourinho đang thể hiện tình yêu vô bờ bến với đội bóng mới Tottenham thông qua những phát biểu đầy trân trọng. Thậm chí ông còn muốn một bản hợp đồng dài đến tận 5 năm thay vì 3 năm. Giao kèo hiện tại giữa Mourinho và Tottenham có thời hạn đến mùa hè năm 2023, nhưng nếu có thể người đặc biệt muốn ở lại đây đến năm 2025. Lời Nguyên năm thứ ba là một thứ ám ảnh Mourinho trong suốt sự nghiệp và có vẻ như ông muốn tự tay dập tắt điều đó ở Tottenham. 3 năm 4 tháng là quãng thời gian lâu nhất Mourinho từng gắn bó với một đội bóng và đó là Chelsea trong nhiệm kỳ đầu. Với Tottenham, Mourinho còn muốn những thứ lớn lao hơn. Tôi rất muốn biến Tottenham thành đội bóng Anh cuối cùng của mình. Tôi rất muốn ở lại trong nhiều năm, nhưng tôi hiểu cách ngành công nghiệp bóng đá vận hành. Nếu tôi có thể tại vị tới 5 năm rưỡi như Pochettino thì sẽ thật là tuyệt. Khi đó tôi sẽ 61 tuổi và sau đó 10 năm nữa tôi có thể trở lại Bồ Đào Nha để kết thúc sự nghiệp của mình tại Victoria Centubo. Việc một người tham vọng như Mourinho nói đến kịch bản nghỉ hưu chứng tỏ ông dồn rất nhiều tâm huyết cho sự trở lại này. Mourinho đã từ chối rất nhiều cơ hội làm việc ở Trung Quốc với mức lương trên trời để có thể quay về với bóng đá đỉnh cao nổi tiếng là một huấn luyện viên ăn sổi. Nên khi Mourinho nói về những việc như gắn bó lâu dài hay xây dựng đội bóng từ bóng, công chúng không khỏi kinh ngạc và tò mò với sự tái xuất của người đặc biệt. McElroy giúp Dortmund thoát thua thần kỳ trước đội Bét Bả. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Dortmund phải rất vất vả mới có được trận hòa quý giá trước các vị khách Parabon. Chỉ giành được một điểm, Dortmund bỏ qua cơ hội leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga 2019-2020. Ngay khi bóng vừa nhập cuộc, Paderborn đã khiến Dortmund vỡ mộng dù phải làm khách tại Signal Iduna Park. Ngày phút thứ năm, Kai Prager thoát xuống rất nhanh bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Mamba để bóng cận thành mở tỷ số cho Paderborn. Thời gian tiếp theo, Dortmund phải dâng cao hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Cơ hội liên tục được trao cho Jair Sancho, Marco Roy và Paco Alcacer, nhưng họ lại không thể tận dụng thành công. Đến phút 37, Chedi Mamba hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này bằng một pha thoát xuống cực nhanh trước khi dứt điểm gọn gàng sau đường chọc khe tốt đến từ tiền vệ Ben Zolinski 2-0 cho Parabon nhưng cơn ác mộng của Dortmund chưa dừng lại ở đó tới phút thứ 43 Granit Holman gia tăng cách biệt lên thành 3-0 cho đội khách sau cú rút qua hai chân thủ môn bực kỳ ngay trước khi ở một kép lại huấn luyện viên Lucien Favre phải thay Ancaser bằng Julian Brand và sau khi đầu hiệp hai ông cũng đưa luôn cặp Hakimi và Thoren Hazard vào thay Lico và Mahmoud Dahoud. Sự thay đổi này của Favre giúp cho hàng công của Dortmund hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với 45 phút đầu tiên. Ngay phút thứ 47, Jadon Sancho sút bóng đơn giản về góc xa, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Dortmund. Thời gian tiếp theo, Dortmund không cho hàng thủ Parabon có dịp nghỉ ngơi khi tạo sức ép liên tục và dồn dập nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 84, Quisial mới ghi bàn thứ hai cho câu lạc bộ vùng Rua trước khi McElroy ấn định kết quả hòa 3 đều ở phút thứ 90 cộng 2 với tình huống băng vào đánh đầu dũng mãnh. Hòa thất vọng, Dortmund hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga khi có 20 điểm, còn Parabon vẫn đứng thứ 18 với vỏn vẹn 5 điểm. Huấn luyện viên Phan Lampard, tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Tottenham. Thuyền trưởng của câu lạc bộ Chelsea lập lại phát biểu của Jose Mourinho cách đây 4 năm và khẳng định ông sẽ không bao giờ đầu quân cho đội bóng kinh địch cùng thành phố. Ở một cuộc họp báo năm 2015, huấn luyện viên Jose Mourinho từng hứa rằng sẽ không bao giờ tiếp quản Tottenham vì tình cảm dành cho các cổ động viên Chelsea. Song, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa trở thành người thay thế huấn luyện viên Mauricio Pochettino chia sẻ về lý do phá vỡ lời hứa. Ông nói: "Tôi nói điều đó trước khi bị Chelsea sa thải. Lời hứa này tiếp tục được huấn luyện viên Frank Lampard lập lại." Ở buổi họp báo trước trận gặp Man City, ông cho biết Tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Tottenham. Bạn có thể phán lại điều đó trong 10 năm nữa. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mourinho đã làm việc ở nhiều câu lạc bộ và bạn phải tôn trọng quyết định của ông ấy. Đó là quyết định của Mourinho. Cho dù người hâm mộ đánh giá hay nó nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn, cựu danh thủ người Anh trả lời sau khi được hỏi liệu hành động của người thầy cũ có thiếu tôn trọng Chelsea. Lampard là nhân tố không thể thiếu của The Blue trong khoảng thời gian thành công ở nhiệm kỳ đầu dưới thời Mourinho. Sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận công việc tại Tottenham, cả hai cũng đã có những trao đổi qua tin nhắn. Lịch sử và kết quả đã nói lên con người của Mourinho. Tôi không bất ngờ vì những danh hiệu mà ông ấy giành được tại các câu lạc bộ từng làm việc, bởi Mourinho đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Mourinho là một người kiên định, đó là lý do chúng tôi lấy ông ấy làm hình mẫu, làm phát chia sẻ. Ông nói thêm, nếu bạn hỏi tôi về Pochettino, tôi rất tôn trọng ông ấy, Tôi đã gặp Pochettino vài lần khi đến sân tập của Tottenham. Ông ấy cho tôi thấy lòng hiếu khách và là một quý ông đẳng cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin bóng đá ngày 23 tháng 11 của kênh Bóng TV. Hãy nhớ like, share và subscribe để cập nhật tin tức bóng đá một cách nhanh chóng và chính xác nhất.